Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 26 tháng 6 năm 2020 và bây giờ thì cũng là hơn 11 rưỡi rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn trưng sản phẩm nào bên em có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối bên em sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên sản phẩm bên em. Và sản phẩm đầu tiên bên em buổi tối ngày hôm nay giới thiệu các bạn là chiếc sản phẩm Samsung A80. A80 thì hôm nay thì bên em mới về được con Samsung A80 nhé. Con này vẫn còn bảo hành chính hãng, gần 2 tháng bảo hành chính hãng các bạn nhé. Nên là các bạn cứ mua về thao hồ, test máy, đập phá các kiểu, ok nhé. Dùng rất là sướng ạ. Đây, camera. Thì mình sẽ nói sơ cua qua về cấu hình con Samsung A80 này. Con A80 này thì là màn hình của nó là màn hình là 6,7 inch tràn viền nhé. Đấy, màn hình là 6,7 inch tràn viền. Con này thì là bộ nhớ trong, con này là RAM 8GB. Đấy, bộ nhớ trong là 128GB. Đấy, màn hình là 6,7 inch, rất là to, rất là ok. Đang chạy Android 10. Android 10 các bạn quá là tuyệt vời luôn. Đấy, RAM 8, bộ nhớ trong 128GB. Chip Snap 730 8 nhân. Đấy, camera của nó chính của nó là 48 megapixel nhá. Đấy, cũng có hỗ trợ 3D. Camera trước sau thì như một nhé, con này thì đây. Đấy, trước sau như một. À, các bạn nhìn nét không? Thật kinh khủng luôn. 48 megapixel, hỗ trợ chụp ảnh 3D. Đấy. Rất là nét đấy. Ui giời, các bạn nét như ban ngày luôn. Với cái màn hình là 6,7 inch. Các bạn xem phim các bạn quá tuyệt vời nhá. Con Samsung A80 màu gì nhỉ? Rio tí to hồng này bên mình đang bán cho bạn với giá là 5.700.000. Thì con này vẫn còn bảo hành chính hãng gần 2 tháng nữa nhá. Nên là các bạn cứ yên tâm về test máy nào thì sử dụng, nào thì nói chung là các kiểu IC nó kia. Đấy, nên các bạn yên tâm sử dụng này A80 này nhá. Đấy, A80. Con này còn bảo hành chính hãng gì nhỉ? Chính hãng gần 2 tháng nữa nên các bạn cứ mua về, cứ yên tâm test máy và sử dụng nhá. Đấy. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có lỗi được 1 tuần và bảo hành 6 tháng nên các bạn cứ yên tâm về sản phẩm bên mình nhá. Samsung A80 đấy. Đấy, chụp ảnh tuyệt vời luôn. Xem phim nghe nhạc quá là ok luôn. Quá là nét luôn. Với con RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB, bạn quá là tuyệt vời ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A80 này, tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là cho người yêu hoặc là bà xã thì các bạn nên tay hàng mình là sớm nhất này. Một là qua Zalo, dùng này mình dùng Zalo, và hai liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình. Và đây địa chỉ cửa hàng của mình. Các bạn nào gần có thể là qua trực tiếp cửa hàng mình để giao dịch và mua bán và giao lưu trao đổi trực tiếp. Ở xa thì bên mình có ship và hình thức ở xa bên mình rất hình thức. Các bạn nào tin tưởng bên mình rồi, các bạn thì chọn hình thức là chuyển khoản trước, còn các bạn nào mà muốn nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán, các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Samsung A80 đây ạ. Đấy, A80 đây. Các bạn mua về bán hàng online rất là tuyệt vời ạ. Con này thì nó quay được livestream được cái camera trước ấy là 48 megapixel. Đấy, các bạn bán hàng livestream camera trước thì sau như một thì quá là tuyệt vời luôn đấy. Quá là nét luôn nhá. Đấy, tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân của người yêu rất thích ạ. Đấy, hôm nay nhà mình về được mỗi con duy nhất đấy nhá. Con này vẫn còn bảo hành chính hãng gần 2 tháng nữa nên các bạn cứ yên tâm về sử dụng nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên mình về được sản phẩm là 3 cây sản phẩm Samsung là A8 2018 đấy ạ. 3 cây Samsung A8 2018 đấy ạ. Đấy. A8 2018 hôm nay nhà bên mình lại về được 3 cây nhá. Đấy, 3 cây. 3 cây Samsung A8 2018 đấy ạ. 3 cây màu đen. Hình thức là máy đẹp còn độ 85% các bạn nhé. Này. Hình thức đấy. Này. Con này thì hơi bị cần tí này. 3 con này đều là bản Hàn 1 SIM nhá. 3 con này bên mình là máy bản Hàn 1 SIM ạ. Đấy. 3 con này là bản Hàn 1 SIM ạ. Này. A8 bên nó có hiện cái đồng hồ chờ rất là tuyệt vời ạ. Đấy, ví dụ mà nhà các bạn mà đi ngủ ấy, nó có cái đồng hồ chờ rất là tuyệt vời ạ. Thì mình sẽ nói sơ cua qua về cấu hình của Samsung A8 2018 này. Thì là màn hình con này là màn hình là 5,6 inch Full HD cộng. Camera trước là 16 megapixel. Con này là cấu hình là RAM 3 à RAM 4GB nhé. Con A8 2018 này là RAM 4GB. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB, pin là 3000, có hỗ trợ sạc nhanh. Đây ạ. Đây là hình thức máy đấy ạ. Con này chỉ bị hơi bị cấn một tí rồi đấy thôi nhé. Đấy, nói chung là A8 các bạn dùng quá là phê luôn. Quá là tuyệt vời luôn ạ. A8 thì nó có đồng hồ chờ rất là thích ạ. Nhiều bạn thích cái đồng hồ chờ của sản phẩm Samsung A8 đây này. Các bạn đi tối đi ngủ các bạn có thể là xem vào giờ nhé.
mình sẽ nghe nhạc từ sản phẩm Samsung A8 2018 cho bạn xem. Nghe loa cực kỳ hay. Ba con này bản Hàn là một sim, các bạn có thể là về lên được hai sim nhé. Đấy, ba con này các bạn là máy Hàn, các bạn có thể là về lên hai sim để dùng Vivo cũng được nhé. Mình sẽ vào YouTube mình nghe nhạc này. RAM 4GB các bạn chạy quá tuyệt vời luôn. Đấy. Rồi, nghe nhạc hay lắm. Đây các bạn nghe nhạc quá tuyệt vời nhá. Đấy. Các bạn nghe nhạc vàng thì quá tuyệt vời luôn. Thì con A8 này thì nó không to quá mà không nhỏ quá, các bạn cầm rất là vừa vặn. À, rất là sướng tay nhé. Đấy. Nè. Đấy. Rất là đẹp ạ. Hình thức cũng khá là ok. Ba con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.100.000 một con nhá. Đấy, 2.100.000 một con. Bao giá rẻ nhất Việt Nam cho các bạn nhé. Đấy, A8 2018 đây ạ. Bên mình đang bán các bạn với giá ba con này đồng giá với giá là 2.100.000 sản phẩm Samsung A8 2018 nhá. Đấy, rất là rẻ nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này, các bạn nhanh tay liên hệ qua số điện thoại bên em. Thì bên em sẽ giờ làm việc từ bắt đầu là 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối. Mong các bạn đừng gọi mình muộn quá là sớm quá nhá, thì mình sẽ không nghe máy được cho các bạn nhá. Đấy, A8 2018 đấy ạ, rất nhiều máy lựa chọn chỉ với giá 2.100.000. Các bạn muốn dùng hai sim các bạn phải về lên được hai sim nhá. Đấy, bản Hàn thì lên được hai sim thoải mái nhá. Mình cũng level mình giới thiệu qua để mình còn đi ngủ mà. Bây giờ thì cũng muộn hết rồi. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về chiếc sản phẩm là Samsung, con này thì là Samsung à gì nhỉ, Oppo, quên mất. Oppo này mình sẽ xem Oppo gì nha. Oppo A5 2020 thì cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 128GB. Thì con này thì bên mình, con này thì mình sẽ giới thiệu qua về hình thức nhá. Đây. Hình thức là máy đẹp, rất là đẹp này. Đây. Hình thức là máy đẹp keng các bạn nhá. Đó, hình thức của máy rất là đẹp nhá. Con này thì khách xài rất ốp này, rất là dữ này. Này, khải ốp rất là dữ này. Mặt trước thì khách đã dán cường lực rất là dữ rồi ạ. Mặt lưng sau là không một vết xước vết chảy luôn, rất là đẹp ạ. Viền cũng khá là đẹp ạ. Đấy. Con này thì đẹp như là mới, chỉ thiếu mỗi cái hộp để các bạn lắp vào hộp là các bạn thành máy mới các bạn nhá. Đấy, 3 4 camera, 1 2 3, 4 camera, đèn flash vân tay này. Đấy, Oppo A5 2020 này thì là mình sẽ giới thiệu sơ qua. Màn hình con này là màn hình là 6,5 inch HD cộng, tràn viền tai thỏ, tai trâu, tai bò. Đấy. RAM con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Đấy, camera con này thì là chụp quá là tuyệt vời luôn. Đấy. Quá là sắc nét luôn. Đấy, chính 12 megapixel mà camera phụ thì nó là 8 megapixel. Các bạn bán hàng livestream thì quá là tuyệt vời nhá. Đấy, máy đẹp keng này. Con sản phẩm pin con này được cái viên pin rất là tốt. A5 2020 này thì được trang bị là viên pin 5000, nên là các bạn dùng yên tâm, nghe gọi thì không biết bao giờ cho hết pin. Còn các bạn bán hàng livestream thì phải đôi ngày nhá. Đấy, chơi nhiều thì một ngày nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A5 2020 này, các bạn nhận hàng là sớm nhất. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.200.000 nhá. 3.200.000 đấy ạ. Máy đẹp leng keng đấy ạ. Đấy, rất là đẹp nhá. Đấy, rất là đẹp. Màn hình 6,5 inch. Tràn viền tay thỏ, tay trâu, tay bò. Pin thì 5000, máy rất là đẹp ạ. Không khác gì máy mới luôn nhá. Đây, tặng kèm cho bạn một ốp nhá và sạc nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A5 2020 thì các bạn nhận hàng là sớm nhất nhá. Đấy. Và hôm nay thì mình có một con iPad này. iPad này, iPad mini 1 nhá. Đấy, iPad mini 1. Thì con này thì bên mình sẽ thanh lý bạn với giá cực kỳ là lợn chết. Con này là bản Wi-Fi, bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1.400.000 nhá. Đấy, chỉ với 1.400.000 các bạn đã sở hữu sản phẩm iPad mini 1 phiên bản Wi-Fi đấy ạ. Đấy. Hình thức là máy đẹp còn 90%. Con này là tình trạng là máy chỉ bị là mất cái camera trước thì sau thì đầy đủ nhá. Đấy, camera trước sau thì đầy đủ. Con này tình trạng là máy bị mất cái ghi âm của cái mic trước nhá. Mic cam trước nhá. Đấy, con này thì bên mình sẽ thanh lý bạn với giá là cực kỳ là lợn chết, 1.400.000. Nhà các bạn mà có em nhỏ ấy, các bạn về mua về cho các em nhỏ xem phim, nghe nhạc, TikTok, Zalo, Facebook các kiểu rất là ok nhá. Các em xem đỡ bị quấy, ví dụ các bạn mà cho các em nhỏ ăn ấy, các bạn mua sản phẩm iPad này về thì các bạn có thể là quăng cho các em nhỏ ăn hoặc là chơi cũng rất là ok nhá. Đấy.
Loa thì nó loa kép nhá, dùng rất là sướng ạ. Đây. Đây. Tươi mắt cuộc đời. Một số con thể hiện tài bơi chó. Loa loa kép nhỉ, các bạn nghe nhạc rất là sướng nhá. Đấy. Nhìn thì có vẻ vui phết đấy. Cái này thì rất là hài hước, kênh này thì hài hước lắm. Bạn nào thích sản phẩm iPad mini 1 thì các bạn nhé, 20 lần sớm nhất nhỉ. Hôm nay mình có một con này duy nhất. Mình sẽ thanh lý các bạn với giá cực kỳ là lợn chết, 1.400.000 nhá. Đấy. Thời điểm đỉnh điểm mình đang bán con này với giá là 2 triệu này, nhưng mà bây giờ là chỉ với 1.400.000 thôi. Rất là rẻ cho các bạn anh em về chơi game nào thì xem phim nghe nhạc rất ok nhá. Đấy, 1.400.000. Và đây là con Oppo R7 đấy. Đấy, Oppo R7, con này một thời siêu phẩm 90 triệu của của Oppo nhá. Cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB. Tình trạng con này thì là máy bị liệt ba cái phím này nhá. 1 2 3 liệt ba cái phím back này. Thì mai mình sẽ cài cho bạn cái nút home ảo như kiểu của iPhone đấy. Các bạn có thể là dùng nút home ảo để tải về nhé. Này. Các bạn có thể là cài cái nút home ảo về để tật trở về nhé. Thì hoặc là các bạn có thể là mua về các bạn mà đi thay cái cáp ba cái phím này cũng được nhé. Đấy, tùy các bạn nhé. Con này thì hôm nay mình vừa mua lại khách xong. Con này bóc ra thì còn rất là đẹp ạ. Này. Khách dán đi lồng dùng dữ lắm. Từ khách lúc mua thời điểm là 6 triệu 9 đấy. Con này lúc thời điểm ra là 6 triệu 9. Đây. Đây. Khách dùng khá là đẹp nhé. Đây. Bóc ly lông ra rất là đẹp ạ. Đấy. Còn Oppo R7 này thì mình sẽ thanh lý bạn vì giá là lợn chết. Gì nhỉ? Giá lợn chết là 900.000 nhá. 900.000. Đấy. 900.000, tình trạng là coi như là chỉ bị liệt cái ba cái phím back thì thôi. Thì con này là màn nó rất là đẹp, rất là đắt, màn hình nó là màn hình AMOLED. Thì nên là cái giá của nó thì lúc nào cũng không bao giờ rẻ được các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể là mua về các bạn tự thay cái ba cái phím back này được, đi thay ba phím back này. Thì các bạn nào lấy thì mai mình sẽ cài cho các bạn một phím home ảo. Thì các bạn có thể là tự coi như là gì nhỉ? Back về trở về như iPhone được nhá. 900.000 nhá, sản phẩm Oppo R7 nhá. Đây Oppo R7, con này thời mới của nó là 6 triệu 9 này. Bây giờ chỉ với giá 900.000 nhá, rất là rẻ nhá. Đấy, rất là rẻ luôn. Non năm thì hôm nay nhà mình vừa về được 2 cây nhá. Đấy, một cây này thì mình sẽ xem là bao nhiêu ghi. Con này là bản gì xem mình xem là bản gì nào. Con non năm là con này là bản C, bản công ty. Con này là cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhá. Đấy, non năm bản C bản công ty này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.500.000. Đấy, hình thức khá là đẹp nhá. Hình thức máy đẹp còn trên 90% đấy ạ, non năm đấy ạ. Đấy, còn con này thì là bản Hàn này. Bản Hàn thì con này là bản 64GB thì con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là gì nhỉ? 2.600.000 nhé. 2.600.000 sản phẩm Samsung Note 5 đấy ạ. Con này thì là máy đẹp như mới, trên 90%. Đấy, Note 5 màu gray này nhá. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.600.000 và con này là bản Việt này, 2.500.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 này các bạn nhớ hàng liền sớm nhất nhá. Này, Note 5 dùng rất là sướng. Có cái bút mà viết về vẽ rất là ok nhá. Đấy, Note 5 dùng rất là phê, rất là sướng ạ. Đây, hôm nay thì nhà mình có mấy chú Oppo này thôi. Đấy. Mấy chú Oppo này. Đây là Oppo A7 này. A37 thì con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là lợn chết. À, gì nhỉ? 1 triệu đồng nhá. 1 triệu đồng Oppo A37. Còn con nữa thì mình định lấy level bản nước bạn này. Và đây là con Oppo gì nhỉ? Con này là Oppo gì nhỉ? A3S nhé. A3S thì con này là 1 triệu 7. Đây hôm nay mình vừa mới về con này xong. Oppo A3S. Thì là màn hình con này là màn hình là hơn 6 inch. Tràn viền tay thỏ tay chuột. Pin là hơn 4.000. RAM 2 bộ nhớ trong 16GB. Hình thức là máy đẹp là 90% nhé. Con Oppo A3S này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1 triệu 700k đấy ạ. 1 triệu 700k sản phẩm Oppo A3S đấy ạ. 1 triệu 700k đấy nhá. Các bạn mua về tặng cho ông bà, bố mẹ, người thân hoặc là các em nhỏ đi học chụp ảnh, quay phim, chụp ảnh rất là sướng nhá. 1 triệu 700k đấy, rất là sướng ạ. Đây và con này là con Oppo A37. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1 triệu đồng đấy ạ. Đấy, 1 triệu đồng sản phẩm Oppo A37 đấy ạ. Đấy,
Nhà mình thì rất nhiều máy cho cũ giá rẻ cho học sinh sinh viên, thì các bạn tất cả sản phẩm bên mình sẽ báo giá trực tiếp. Thì các bạn cảm thấy giá bên mình và máy ô mình ok thì các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của mình để mua bán giao lưu trao đổi trực tiếp nhá. Và thì bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối mình hôm nay thì mình cũng xin dừng clip tại đây, và chúc các bạn xem video mình buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy vui phúc. Và mai thì bắt đầu là thứ bảy và ngày kia chủ nhật cuối tuần, thì bên mình thì thường thường hay nghỉ chủ nhật, thì mình cũng chúc các bạn là một tuần mới công việc thì luôn luôn thuận lợi, đi chơi cũng như là với người thân ông bà bố mẹ vui vui vẻ nhá. Và mình sẽ hẹn lại vào clip vào tối ngày mai nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.